Đây là hình ảnh quen thuộc của nhiều người dân địa phương mỗi khi khát nước lúc đi làm nương rẫy, lấy và uống nước trực tiếp từ các ao hồ, sông suối. Thế nhưng sau khi Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao tặng bình gốm lọc nước Ecogen 25 cho hơn 7.700 hội viên, thì đó dần trở thành câu chuyện quá khứ. Ở nhà hay đi làm, các chị em đều mang theo. Không cần phải trải qua đun nấu, mọi người vẫn có được nguồn nước sạch để sử dụng. Được biết, bình gốm lọc nước Ecogen 25 được thiết kế đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật, có công suất lọc 2 lít một giờ, tuổi thọ 10 năm, khả năng loại bỏ vi khuẩn cao. Cảm ơn hội phụ nữ đã cho phụ nữ làng mình bình lọc nước, đi làm mang theo bình này thì sẽ có nước sạch uống, đảm bảo vệ sinh. Trước đây, gia đình chị Chiêu Chóp ở làng Greopet, xã Dun, huyện Chư Sê vẫn theo thói quen dùng bếp truyền thống. Từ khi được tặng bếp đun tiết kiệm năng lượng, gần một năm nay chị chuyển hẳn sang sử dụng loại bếp này. Bởi đây là loại bếp nhỏ gọn, sử dụng nguyên liệu bằng củi, nhiệt độ cao, đun nhanh, dễ nhóm, ít khói bụi, giảm lượng khí thải và tiết kiệm nhiên liệu hơn so với bếp truyền thống. Đó là những ưu điểm lớn nhất chị Siêu Chóp nhận thấy qua quá trình sử dụng bếp đun tiết kiệm năng lượng. Hồi trước thì mình dùng bếp đây thì cũng khó khăn và bụi, nhưng mà cũng hồi xưa giờ không có bếp đây, mình phải dùng bếp đây. Bây giờ thì truyền thống, bây giờ người ta tặng cho mình bếp đây thì mình dùng bếp đây tiện hơn và sạch hơn. Thì thường mưa gió không có nhà cửa thì mình dùng bếp đây cũng tiện. Chương trình phân phối bếp đun tiết kiệm năng lượng, bình lọc nước vì cộng đồng và biến đổi khí hậu cho hội viên phụ nữ thuộc đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn do công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư và thương mại Intraco tài trợ thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Đến nay đã có 30.000 bếp đun tiết kiệm năng lượng và hơn 8.700 bình lọc nước được cấp phát miễn phí cho hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Qua đó đã giúp cho các gia đình cải thiện điều kiện sống, sắp xếp lại nhà bếp gọn gàng và tiện lợi cho sinh hoạt, tạo nếp sống vệ sinh ngăn nắp, góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, cũng như thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua thì đối với phụ nữ của xã thì cũng rất là quan tâm, là gắn bó với lại phụ nữ, các đồng chí phụ nữ ở thôn làng để theo dõi về trong quá trình được cấp được bếp đó để tổ chức sử dụng. Thì qua quá trình sử dụng thì thấy được là đối với cái bếp mà tiết kiệm thì chị em là cũng đánh giá, qua quá trình xuống làm việc ở thôn làng đó, thì chị em cũng bảo là được cấp cái bếp đó, thứ nhất là tiết kiệm được cái thời gian, thứ hai là tiết kiệm được nhiên liệu, và cái thứ ba nữa là trong quá trình sử dụng thì nó đảm bảo được trong công tác là phòng cháy chữa cháy rất là tốt, bởi vì cái bếp nó kín. Do vậy thì chị em phụ nữ, một số chị em phụ nữ hộ nghèo, hộ cận nghèo rất là phấn khởi. Đối với cái bình lọc nước thì được hội phụ nữ cung cấp thì chị em về sử dụng thì thứ nhất là đảm bảo trong quá trình bình lọc nước thì đảm bảo được cái vệ sinh, đảm bảo cái nguồn nước sạch cho chị em dùng. Bởi vì phong tục người đồng bào thì người ta hay dùng không nấu nước mà dùng nước trực tiếp, cho nên là được cấp cái bình lọc nước thì đảm bảo được cái vệ sinh và đảm bảo được chúng cho chị em trong quá trình sử dụng cái bình lọc nước. Vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai đã tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện chương trình tại một số địa phương. Qua đánh giá, chương trình trao tặng bếp đun tiết kiệm năng lượng và bình gốm lọc nước đã mang lại nhiều thay đổi tích cực đối với hội viên phụ nữ. Qua cái chương trình đã nhằm hỗ trợ và góp phần thay đổi nhận thức cho hội viên phụ nữ trong việc tiết kiệm năng lượng vì cộng đồng và chống biến đổi khí hậu, đồng thời giúp cho các gia đình hội viên phụ nữ xây dựng nếp sống vệ sinh ngăn nắp, cải thiện điều kiện sống, góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch. Chương trình bắt đầu triển khai thực hiện từ tháng 5 năm 2022, tuy cái thời gian triển khai thực hiện chưa dài nhưng đã góp phần thay đổi tích cực đối với cuộc sống của gia đình hội viên phụ nữ, với những cái lợi ích của bếp đun và bình lọc nước đem lại như là cải thiện sức khỏe, tiết kiệm thời gian đun nấu, giảm phát thải khí thải nhà kính và bảo vệ môi trường, giảm nạn phá dần rừng. Từ những đánh giá tích cực của hội viên phụ nữ sau một thời gian sử dụng, có thể thấy việc triển khai tặng bếp tiết kiệm năng lượng và bình gốm lọc nước đã mang đến giải pháp mới, giúp các gia đình còn khó khăn và tiết kiệm thời gian chi phí, đồng thời góp phần phát huy vai trò của người phụ nữ trong tham gia bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu và bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình một cách hiệu quả hơn.